Thưa tất cả các Phật tử cùng chính quyền địa phương, đêm nay là đêm cuối của những ngày đầu xuân năm 1993. Sư cậu đến đây thăm quê hương xứ sở Lịch Hội Thượng. Trước hết, đêm nay cũng như đêm rồi, Phật tử đông đảo chờ đón sư cậu trong cái mối tình thân mật của Phật pháp như thế này. Sư cậu rất là làm hoan hỷ, vui mừng và thể nhận tất cả tấm chân tình của toàn thể Phật tử xa gần đã đến đây trong đêm nay. Ngày mai sư cậu lên đường về quê hương, về núi Thoại Sơn và đi công việc Phật sự khắp mọi nơi. Nơi nào sư cậu cũng mang theo những hình ảnh thân yêu của các Phật tử xa gần, những tấm lòng đạo đức, những khuôn mặt hiền từ và tấm lòng bác ái khoan dung của mọi người dưới chân Đức Thích Ca Mâu Ni đã thể hiện được cái tấm thân tình cao cả ấy. Nhưng trước tiên, tôi gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương, các cơ quan, công an, bộ đội và cơ quan địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ cho những đêm gặp mặt Phật tử cùng nhau vui xuân đón Tết được yên lành, êm ả trong tình thương đạo đức thâm diệu như thế này. Cầu xin ơn trên qua Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật mười phương ban phước lành cho chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân Lịch Hội Thượng một năm mới đều được phước lạc an khương, sức khỏe tăng trưởng, may mắn trong đời sống hàng ngày và bồ đề tâm kiên cố. Thưa các vị, đêm nay mặc dù suốt một ngày nay tôi bận rất nhiều công việc Phật pháp đối với bệnh nhân, đối với các vị, bởi vì cái phương hướng đạo đức là đi đến nơi nào phải tìm cách xoa dịu nỗi niềm và làm xoa dịu cơn đau khổ của người khác để đem đến sự an lành, khương thới, bình an cho người ta có một cuộc sống an lạc. Rồi trong cuộc sống an lạc đó mới biết tu hành đạo đức mới được. Chứ còn nói khuyến khích người ta tu hành mà cuộc sống không yên, đau ốm, bệnh hoạn, đói khổ, chật vật làm sao tu. Cũng như bây giờ tôi nói, trước hết là chính quyền đảng nhà nước ta muốn giữ gìn cho được độc lập thì phải xua đuổi kẻ thù ra khỏi đất nước. Công việc này đảng nhà nước ta đã làm trước đây 30 năm và đến ngày nay thành công. Đất nước ta sạch bóng quân thù, độc lập, tự do, hạnh phúc trở về trên quê hương Việt Nam thân yêu. Lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay trên nền trời Việt Nam yêu dấu để nói lên cái tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam ta đã qua bao đời bất khuất trước ngoại lực và bất khuất trước kẻ thù xâm lăng, chiến thắng kẻ thù. Thì ngày nay người Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có kẻ thù. Kẻ thù đó là ai? Kẻ thù đó là vọng niệm, là tấm lòng tham lam, ích kỷ, tâm cá nhân, tâm ganh ghét, tâm sân hận, tánh phiền não và lòng tật đố thù hèn. Nó đưa ta đến con đường tội lỗi và sa đọa, thì đó cũng chính là kẻ thù của tâm linh Phật pháp. Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bảo ta phải học đạo chân thượng bồ đề của Phật, đem tấm lòng bình đẳng nhất thể của Phật mà diệt bỏ tất cả những tị hiềm cá nhân ích kỷ của phàm tâm ác thế tà tâm đang thì thầm rủ rang cám dỗ to nhỏ mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Cho nên cách mạng thì diệt kẻ thù đế quốc, người tu thì diệt kẻ thù ở trong tâm mình, là những tấm lòng độc ác tham lam ích kỷ phải xóa bỏ để đưa đến đại đồng thương yêu đoàn kết, tha thứ lẫn nhau, dẫn dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức một cách trang nghiêm giác thẳng. Như vậy xứng đáng là môn đồ, là đệ tử thuần thành dưới chân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên hôm nay trong buổi thuyết trình này, buổi thuyết giảng này, sư cậu đưa ra một cái đề mục. Hôm nay tôi nói chuyện với các người
qua cái phương án là Đức Phật và Phật Pháp. Đức Phật là gì? Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả. Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là thức tỉnh đó vậy. Vì chúng sanh mê, mê cái gì? Mê danh, mê lợi, mê tình, mê tài sản, mê của cải, mê sự nghiệp, mê cái xác thân tạm giả này. Cho nên nói tóm lại, ở trong đời này, sống ở trong cõi đời giả tạm, người ta cứ mê mãi. Phật cho cõi đời là vô thường, tức là kiếp sống của con người ta nó vốn là không có bền. Ví dụ bây giờ chúng ta sống đêm nay, hưởng Tết mấy ngày rồi, thì chúng ta biết được là những ngày rồi qua rồi chúng ta đã hưởng Tết và đón xuân rồi đó. Nhưng mà đêm nay và trong những đêm tới cũng chưa chắc ai còn ai mất, bởi vì kiếp vô thường nó đến không có chừng. Cho nên một hôm đó có ba người đó đến luận về cái kiếp vô thường. Ông thứ nhất ông nói mùa xuân đến rồi, dọn mứt bánh ra ăn, rồi ông nói câu này: năm nay đón Tết đầy đủ cả, chẳng biết sang năm thiếu mặt nào. Nghĩa là năm nay đón Tết đầy đủ vui vẻ, trong mấy năm mình về chứ qua năm không biết ai còn ai mất. Ông thứ nhì ông nghe nói vậy, ông nói: thưa với hiền huynh nói vậy đó, nó cũng còn xa lắm, nghĩa là tới năm nữa lận. Không phải vậy đâu. Nội đêm nay nè, ngủ đêm nay mà sáng ba đứa mình mà thức dậy đầy đủ hết đó không, thì chắc còn. Mà hễ mà đứa nào mà ngủ luôn không thức là cũng chưa chắc còn. Nội đêm nay tới ngày mai đây ha, không biết ai còn ai mất. Hãy thức dậy đầy đủ là còn, mà hễ không ai không thức là người đó kể như suy mà ho. Không còn à. Thấy không? Cái ông thứ ba ông nói như ông cũng còn xa, tới đêm lạnh cũng còn xa, một hơi thở ra mà không hít vô đó là kể như xí mà hó liền, dứt điểm, không có lâu. Thấy không? Thở ra mà không hít vô là kể như rồi đó, chấm dứt, không còn nữa. Vậy thì cái luận về vô thường của các vị này cũng rất là chân lý. Thật vậy, có người thở ra mà không kịp hít vô. Đây tôi đưa một cái ví dụ, vào cái này có thật. Thì cái mới cái ngày 30 Tết năm nay nè, năm này nè, tôi có một người Phật tử mà năm nay là 73 tuổi mà ông rất khỏe, rất giàu, ở tại Long Xuyên là giàu có tiếng à. Mà tôi đặt cái tên cho ông đó là Minh Thiện. Mà ông này ông tên thiệt là Quỳnh Khá, họ Quỳnh mà tên Khá, làm Long Xuyên, ở tại Long Xuyên làm máy cài nè, máy sấy nè, sửa máy đuôi tôm nè, những cái máy tát nước rồi này kia là ông làm hết trơn, Quỳnh Khá tại Long Xuyên. Thì lo sửa soạn ăn Tết rồi kia, trong mình không có đau ốm gì hết trơn ấy. Trưa 30 đó, tảng sáng 30 ăn cơm rồi ngủ một giấc, thức dậy thiên hạ đốt pháo rước Tết này kia, bị đêm 30 ra giao thừa rồi, thì ông cũng sửa soạn trong nhà trong cửa rực rỡ rồi mua pháo đốt này kia nọ. Thấy vậy sao có người bán tàu hũ đi ngang, tàu hũ non đó, ông tính mua chén tàu hũ đặng húp cho ông khỏe, trưa trưa ăn tàu hũ mát. Mới kêu bán ly tàu hũ ăn, thì ngồi đó húp ly tàu hũ, húp được miếng thứ nhất nuốt được, húp miếng thứ nhì vô ông phát sặc cái một cái quẹo xuống đó đi luôn, không uống được miếng thuốc nào hết, mà không có chập chỗ, không có gì kịp hết trơn, chết liền tại chỗ đó. Thì các bác sĩ lại coi, miệng ta giàu mà, rút bác sĩ lại cấp ti coi coi cái đó cái gì. Bác sĩ nói rằng khi ông sặc mạnh đó nó đứt mạch máu cơ tim, cho nên chết gấp, không có trăn trối lời nào mà cũng không uống được miếng thuốc này hết. Thì bây giờ ta mới thấy
cái lời của cái ông thứ ba mà ông nói một hơi thở ra mà không hít vô đó thì kể nhiều xí mà ho mà đúng, thấy không? Là rồi còn gì nữa, húp được chứ bà hủ, mà mới có húp miếng thứ nhất ha, cái miếng thứ nhì đó chưa có kịp nuốt nó sặc cái rồi đi luôn. Là Quỳnh Khá ở Long Xuyên bây giờ giàu lắm, chết không kịp ăn Tết, đâu có tính chết, thấy không? Tuy nói vậy, luận chứng khoa học nói rằng đứt mạch máu cơ tim, chứ còn theo sư cậu thì không phải. Đó là tới số Thượng Đế đã đòi, tới giờ rồi. Thượng Đế gọi tên rồi, tới tên mình rồi, thì đương ngồi ở đâu đó, đương nằm ở đâu, đương đi đâu đó, làm cái gì đó cũng quẹo ngang đi được hết. Hết cái số vô thường à. Cho nên vì vậy mà Phật nói vô thường tánh tốc lẹ lắm. Cho nên vì vậy mà cái đời thế gian này người ta mê, mê cái thân, mà cái thân nó không tồn tại. Đó là điều trơ trêu. Có một cái thân, lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, sợ nó không đẹp, đi trang điểm cho nó, gắn nên lông nheo giả, giả chân mài, tha son đánh phấn, đến đổi mà kem mà gọi là cái loại kem mắc nhất bây giờ đó, nó gọi là cái kem gì nữa nè, kem gì các phụ tử còn nhớ không? Kem Lana, đúng rồi. Mỹ phẩm Lana phục vụ các bạn đêm nào cũng lên truyền hình. Các bạn hãy dùng mỹ phẩm Lana tô vẽ cho thêm sắc đẹp. Phấn Lana, kem Lana đó lột da mặt các bạn nghe như Tây Tạng hồng qua. Cũng ráng đi mua ăn cho đẹp. Thoa son. Son vậy tha vô tôi có gặp những người đó rồi. Trước khi đi á, bởi vì tôi nghĩ cái kiếp người nữ nghe, nói đây đụng chạm mấy bà mấy cô, thông cảm cho chị cậu một chút nghe. Mắc cái chứng gì không biết, mà đi đâu cũng phải vô tô vẽ trình trợn hoài, tốn cả một tiếng đồng hồ mới đi, chứ không phải bắt không mà đi được. Làm gì làm chi. Còn người nam người ta khỏe, không có, đẹp tự nhiên mà, đẹp trời cho. Nam là cái đẹp trời cho đẹp, nên đẹp tự nhiên chẳng trao dồi, không? Không có trao dồi hết, không có tốn mỹ phẩm Lana mà cũng không tốn tờ kem lột da mặt nữa. Còn này mắc tốn đủ thứ trần, làm vậy mà nó cũng già ha, chứ phải nó không già đâu, nó cũng còm cõi già nua theo năm tháng hoài. Mỗi năm coi ngắm xem nhan sắc lại thấy nhan sắc mỗi ngày nó xuống dần, đó. Từ đó rồi trao chuốt riết mà nó cũng không tồn tại, nên Phật gọi là đam mê trong sắc thân tạm giả, đó cũng là cái mê. Đối với cái giác, Phật là giác ngộ, còn chúng sanh là mê mộng, mà trước hết là mê cái thân mình trước. Mê cái thân cho đã, đời chân dọn cho hết sức rồi, thấy nó cũng chưa thỏa mãn, bây giờ kiếm thêm cái thân nữa đặng mê nữa. Thấy cái thân kia nó ở đâu không biết, mà thấy đường đi trên xe vậy đó nghe không? Rồi cái cô đó, cái anh đó không biết ở đâu mà lại ngồi kế bên mình cái rồi nó thấy nó thương liền trong lúc đó. Không quen, chưa nói lời nào hết trơn á, chưa có nói lời nào, chưa có tỏ một cái lời nào gọi là tâm đầu ý hiệp hết, mà nó phát nó thương liền, thương đột xuất, thương lẹ làng, thương nhanh chóng, ha. Rồi về cái rồi tương tư thức mấy đêm rồi, biết cho ai biết, ai người biết cho, bao giờ bên cũ gặp đò, qua khuê cát đó gặp anh giang hồ. Ước mơ hoài không toại nguyện, đi tới đi lui rà rê kê ngõng, thăm được rồi biết người ta phải cưới hỏi rước gì cho được, hen, rước gì cho được rồi mới sinh ra ba bốn cái thân nhỏ nữa. Mà nếu như kêu là nó sinh mà sinh theo kiểu sinh sai, sinh đúng mức đó, thì năm có thể sinh hai ba lần.
năm trước năm sau cái này được 4 đứa, vì sinh năm một mà sinh đôi, hen, mặt trước nuôi, nuôi không xiết mà bồng than thở, cho nên sư sĩ Phan Khôi đó có làm một bài thơ, mà ở đây tôi xin lượn cái bài thơ của sư sĩ Phan Khôi nói về cái đam mê con người nghe. Phan Khôi trước là một nhà thơ mà có làm thơ chung sư cậu trong bước đường đi làm thơ Đà Lạt á. Ông có ngồi ông làm bài thơ, ông để cái bài thơ Tình Già. Mà hay chứ, bài thơ đó là bài thơ tự do mà hay. Ông để rằng trong mái nhà tranh, một đêm mưa gió, hai mái đầu bạc ngồi kề nhau than thở. Ôi đôi ta thì tình sâu nghĩa nặng, mà gần nhau hẳn là không đáng. Già rồi, để cho tình trước phụ tình sau, chi bằng sớm liễu mà xa nhau. Hay nói xa nhau làm sao cho nở, gần được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt ta phải vậy. 30 năm sau tình cờ đất khách gặp nhau, hai mái đầu xanh đã bạc, liếc mắt đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. Thất lạc nhau 30 năm. Lúc còn nhỏ, ý bài thơ này của thi sĩ Phan Khôi cũng nói lúc còn nhỏ đã quen nhau rồi, bây giờ đó vì cái cơn loạn lạc nào đó mà họ thất biệt, thất lạc nhau 30 năm. Khi họ gặp lại nhau thì tóc họ bạc hết rồi, nhưng mà tình xưa duyên cũ đã tới gặp nhau rồi. Tình cũ ai không ai rủ cũng tới mà, gặp nhau rồi mới ngồi nói chuyện tâm tình, thì bây giờ tóc đã bạc, răng đã xẻo xạo hết rồi, anh đã thành thanh niên râu rồi, còn em bây giờ là phụ nữ trầu rồi. Thôi bây giờ liếc mắt đưa nhau, tiếng đưa nhau bằng cái liếc mắt. Tóc em đã bạc qua râm rồi mà em liếc mắt đưa anh thì xóm xẻm đi 3 chân rồi liếc mắt tiễn em. Tiễn nhau đi rồi mà con mắt còn có đuôi, nghĩa là con mắt lệ rưng rưng, con mắt mờ rồi, giờ mà không có thấy ai nữa hết trơn á, mà cũng tiễn nhau đi. Vậy thì già đến mức vậy đó mà cũng không có xa nhau được. Nên Phật nói liên ái nhân sanh nó tột cùng vậy. Có một người bạn trước đây sư cậu quen, ông này rất là nho văn thâm thúy, ông ấy tên Lương Thành Phương, bạn với tôi. Ông nho văn đầu đàng hoàng lắm mà ông cũng già rồi, có một vợ 2 đứa con ở trong núi Sập á. Tôi mới thấy vậy, con ông lớn hết trơn lập gia đình rồi, tôi mới khuyên nói ông Tám à, tôi với ông biết nhau lâu, tôi thấy ông nho văn, ông cũng hiểu biết mà ông cũng biết đạo đức quá, thôi giờ già lớn tuổi rồi, thôi lên núi ở với tôi tu hành. Có nhiều người ta xin lên ở với tôi không cho ông Tám, mà tôi thấy ông tôi thương quá, bởi ông hiểu biết, ông đạo đức, thôi ông lên ở với tôi làm bạn già nha, tu niệm. Ông nói dạ thưa sư cậu thương con, sư cậu nói vậy với con không đi được đâu. Tôi nói sao vậy? Nói tôi đi được rồi, nhưng còn bà tôi không biết bỏ lại cho ai. Đây rồi có những đêm tàn, bà tôi ngồi ngoài trầu, ngó về hướng đó nhớ tôi. Bà khóc thúc tha thúc thích, rồi tôi niệm Phật sao cho nổi. Nghe nói tình nghĩa hết sức, tôi không dám rủ nữa. Tôi nói vậy hen, thôi được. Ông nói vậy, thôi tôi cũng thành tâm nguyện cầu cho ông với bà sớm trả nợ quan thiên cho sớm, để cùng nhau rảnh rỗi mà tu hành. Lật bật ít tháng sau bà đào bà chết đi. Đào là thuốc men gì không kịp trời bà chết. Trúng gió con bữa trước sao chết nè. Ông khóc biết là bao nhiêu khóc. Tiễn đưa bà rồi là đến đổi mà ra ngoài mộ làm văn tế khóc kể ngoài không chịu vô. Chiều con cái nó ra kè vô chứ không vô. Mà ông đó là gần 70 tuổi rồi đó. Tôi thấy vậy tôi mới trên núi tôi xuống. Ông khóc mếu lận nói tôi nói, sư cậu ơi, bình rã gương tan, hồ tan keo rã, bà bỏ tôi rồi biết chừng nào gặp lại. Tôi nói
Thì cũng vì đó mà tôi mới xuống chia mừng với ông đây. Ông ngó tôi trận hỏi, sao sư cậu nói vậy? Tôi nói vậy chứ sao. Bởi vì hồi nãy tôi rủ ông lên núi tu hành, ông nói bị bả tu không được. Thì bây giờ trời thấy vậy, cho nên trời nói thôi giờ để cho ông tu hành, đem bả đi về cho rồi. Thì hôm nay tôi mừng cho ông được giải thoát rồi, yên phận rồi, đi tu còn đòi gì nữa. Ông nói sư cậu nói vậy chứ không được đâu. Bây giờ tuy vậy chứ tôi còn tới hai đứa con với dâu với cháu, nó đâu có cho đi, nó níu kéo lại. Thôi vậy thì hết phương rồi. Nó kêu níu kéo hoài mà ông ở đây ông trả cái đời con rồi đời cháu rồi ông rồi dâu ông cái nữa, kể như ông cũng là suy mà ho nữa chứ không còn đâu. Thấy không? Khuyên nhủ không được. Tôi nói thôi vậy tôi thấy ông có duyên mà té ra vô duyên. Tôi đành ôm lấp nỗi sầu về núi, khuyên không được, thấy người có duyên mà khuyên tu cũng được. Thôi tôi về, tôi có dặn ông câu này, ông ở lại đây mãi mê trong cõi chốn hồng gian, lặng hợp mê suy giấc mộng tràn, thức tỉnh mới hay đời tạm giả, nào còn sai đắm cuộc thế gian. Sai đắm cũng không được đâu, đau phủ đang dây chặt trước thềm, trong nhà gấu o vẫn chưa êm, lợi danh tan mạng thôi vừa hốt, phú quý đi đời hết múc nêm. Muốn được vững bền theo chân Phật, mong không bại hoại chớ ganh hèn, nếu còn đeo đắng theo trần thế thì nạn khổ mỗi ngày mỗi lớn thêm. Tôi làm cho ông mấy bài thơ rồi tôi về. Sau tháng sau, có lẽ vì ông rầu buồn bã quá nên ông bước xuống đò sang ngang theo bả đi luôn. Tôi hay tin vậy, tôi xuống tôi nói thôi rồi, hết rồi, một kiếp con người đã không còn nữa, chứ phải đi theo tu đâu có chết, ở đây rầu riết chết, vô bàn thờ đó ngầu riết chết. Cho nên vì vậy mà Phật nói cái mê của thế gian mê hoài không có hết. Nhưng Phật là giác ngộ để đối lại cái mê mà thì chúng sanh đó, thứ nhất là người ta mê cái thân người ta, rồi mê cái thân, rồi mới mê cái thân kế đó, rồi mới mê tới con tới cháu vân vân. Thứ hai là mê đến nhà cửa, mê sự nghiệp. Như sư cậu nói đêm hôm đó các vị nhớ không, cất cái nhà ra có tiền tự tạo diện, cất được cái nhà cái vừa ý hết sức rồi, vô ra sơn phết hoài. Thấy không? Sơn phết hoài mà rủi có đau không cái, bây ơi rước thầy thuốc là trị bệnh cho ba lẹ con ơi, để ba có chết rồi cái nhà này không biết làm sao, không biết về tay ai, chết không được, chết không đành, chết bỏ cái nhà cực khổ quá mà. Đó. Cho nên mê tới cái nhà, rồi tu hành rồi, rồi cất được cái chùa cao sang đẹp đẽ uy nga, rồi mê cái chùa, mê chùa ra mà đến đổi nói chuyện trật lất mà cũng không hay nữa, làm gì có tiền cất chùa. Nói đại chinh dạ mô Phật, các vị thông cảm cho tôi nghe, vì chánh pháp không có nói riêng ai hết, mà nói thẳng để hiểu biết chân lý. Theo đúng thể cái chân lý Đức Phật á, là mình tu hành, mình trong cái thế kỷ 20 này phải sốt sắng làm ăn tu hiền chân chất, mình mần được cái gì đó thì mình cất cái cốc, cái am, cái gì đó mình tu. Còn nếu bá tánh thập phương đem lại giúp cho mình cất cái chùa, thì chùa này là chùa của bá tánh thập phương, chùa chung của trăm họ chứ không phải riêng của mình. Cho nên cái chùa là người ta thường thường nói là cái nhà chung mà, bá tánh thập phương đến đây dung quén, tô bồi, và đây ở chùa là làm dâu trăm họ, làm tôi cho Phật mà làm dâu cho bá gia bá tánh để phục vụ cho nhân sanh, vậy mới phải người tu. Còn nếu muốn tu tự lập thì cất cái chùa, cái cốc, cái am có khả năng cất ra tu. Còn này không, đi quyên tới khắp nơi gì hết trơn, hết trời cất được cái chùa rồi nói chùa mình. Nói với bá tánh thập phương đó, muốn biết chùa sư không, sư chỉ cho. Chùa sư á đi chợ Lịch Hội Thượng, đi dài vô tới chỗ Sóc Lèo đó, mà hỏi vậy chứ cái chùa Phổ Chiếu Tự đâu, rồi chùa đó chùa sư à. Thật ra thì cái đó là của bá tánh thập phương ta lập ra, rồi nói của mình, nói ra trật lắc hàng, rồi cất cho nguy nga tráng lệ,
rồi không có dám hy sinh hành đạo nữa. Ăn chay mà nó mới có đau hơi ôm ướp ha, mới trúng gió sơ sơ, bác sĩ nói tại thầy ăn chay đó cho nên thầy đau hoài, nó yếu thầy đó. Không được Phật tử ơi, chùa sư cất cực khổ lắm Phật tử ơi, ăn chay về rủ chết bỏ chùa cho ai. Thôi thôi, mời bằng thịt ngỗng cho thầy ăn, ăn thầy sống, nếu không thôi thầy chết thầy bỏ chùa. Vậy là chưa dám hy sinh, còn tham chùa, còn luyến ái, làm sao thành tiên thành Phật được? Hễ tu hành theo Phật là phải nhất quyết hy sinh theo Phật, sống tu theo chân lý. Con mất đi, bỏ thân xác đi, linh hồn về dưới đài sen, dưới chân Đức Thích Ca Mâu Ni, đã chấp nhận hy sinh rồi, không sợ nữa. Còn người cư sĩ tại gia người ta khác, bởi đó bổn phận ta người cư sĩ. Còn mình xuất gia ở trong chùa, đã đem cái thân vào chốn cửa không, là chấp nhận hy sinh tất cả, sống theo Phật, chết cũng theo Phật. Linh hồn này gửi cửa từ bi, chẳng núng nao công việc nghĩa nghi, nguyện giác ngộ về bên chân Phật, nhất quyết à. Cho nên không sợ cái chết nữa, chết là giải thoát, không sợ. Vậy mới phải, mới giác ngộ. Cái này không, cũng mê cái chùa nữa. Mê cái chùa quá rồi bây giờ thấy cái xác thân sống không nổi nữa rồi, nó biểu đệ tử thôi con ơi, răng mua cạc đa xi măng xây cho thầy cái tháp cái bên chùa đó 3 tầng, đằng khi thầy có chết đưa thầy vô tháp đó, đừng để xa chùa tao buồn lắm. Cũng ở kê đó, cho nên vì vậy không theo tiên thầy Phật được. Cho nên vì vậy mà cái tham luyến ở đời đó, cho nên Phật nói cái sự mê ly của đời, cái cõi này vốn là cõi mê, mà nếu người ta mê mãi nó thì còn lanh quanh lẫn quẩn trong vòng thế tục, trói buộc mãi trong vòng trần lao thế phục, không dám hy sinh cuộc đời mình để tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tịnh. Vì vậy cho nên đó là cái mê thứ hai, là mê gì? Sự nghiệp, cửa nhà. Rồi đến mê thứ ba là mê tiền bạc, lụa là, gấm dốc, chức vị, vân vân. Tiền bạc thì mình làm ra nó, rồi cũng chính người ta phải khổ vì tiền. Làm có ra được tủ tiền, rồi cái tủ tiền đó nó trói buộc người ta khổ hoài, không dám bỏ đâu hết sợ trộm lấy, không dám cho ai mượn hết sợ người ta giật, không dám cho ai biết là mình có tiền sợ người ta lấy ta mượn, nên giấu đe đe hoài ở nhà, không dám đi đâu hết, tối ngày ngồi coi cái tủ tiền đó. Vậy thì ta ở tù tiền, bị tiền giam lỏng, làm ra tiền rồi bị tiền nó bỏ tù trở lại. Còn nếu như người biết đạo, ta làm có tiền ta sống hơn, được bao nhiêu còn nhiêu đó, ta giúp vào việc nghĩa thiện, bố thí giúp đời, hoặc là cúng chùa hư miễu sạch nào đó làm việc nghĩa thiện, giúp người đói khổ, giúp kẻ khốn cùng, bồi cầu đắp lộ, vân vân, thì ta đâu có sợ. Làm ra cái việc đó thấy mất, thấy hết mà không hết, vẫn còn mãi mãi. Mình làm một việc mà trời Phật cho được 2 việc, làm sao? Đây tôi nói để các vị ngồi nghiên cứu. Bây giờ tôi bố thí ra, tôi đắp cái con đường Lê Tu Thượng này, từ đây ra ngoài Gòi đó, ra ngoài Sóc Trăng đó, tôi bố thí ra 100 ngàn. Trời Phật cho tôi mạnh lành, làm ruộng trúng mùa, làm đâu được đó cái đó, tôi thâu vô được 300 ngàn, mà tôi khỏi đau nữa. Thì như vậy, tôi thí ra 100 mà tôi lợi vô được 300. Còn nếu tôi com kỉnh, tôi bo bo, tôi giữ là tôi không có dám giúp cho ai, mà tôi không dám ăn, không dám xài, tôi để tủ hoài, tôi đau cái chích ngày 4-5 mũi thuốc, uống ngày 3-4 cữ thuốc, đã vừa uống đắng, vừa chích đau, mà vừa tốn tiền, vừa hết tiền, hành thân ngoại thể ốm ốm ròm rỉnh nữa, phải khổ không? Thôi chi bằng làm phải thì trời Phật cho, mạnh lành làm đâu được đó. Vậy thì mình khỏi có phải chịu cái cảnh mà vừa đau vừa tốn thuốc, tốt biết bao nhiêu. Cho nên vì vậy mà khi người ta giác ngộ được hết mê, thì từ cái hết mê đó con người mới quay về đến bến giác của Phật. Cho nên Phật nói mê là chúng sanh, ai mà còn mê đó, dầu cho ở chùa, ở nhà, ở nơi nào cũng vẫn là chúng sanh. Mà giác ngộ là Phật. Hồi nãy giờ sư cậu nói
cái mê. Bây giờ đến sư cậu nói đến cái giác, giác là Phật đây. Phật ở đâu? Phật ở tất cả mọi nơi với mọi người trong nhân thế này. Cũng như thầy thuốc ở với chúng sanh vậy, ở với bệnh nhân vậy. Muốn biết Phật ở đâu, nhìn ở đó có người ta, có chúng sanh là chỗ đó có Phật à. Cũng như thế, thầy thuốc ở với bệnh nhân, chỗ nào có bệnh nhân nhiều là chỗ đó có thầy thuốc à. Bởi vì nếu mà bệnh nhân mà không có thầy thuốc thì bệnh nhân chết hết sao? Còn thầy thuốc mà không bệnh nhân thì thầy thuốc làm việc với ai đây? Phật mà không có chúng sanh, Phật xuống đây làm gì? Đâu ai đây? Nếu không có chúng sanh, Phật cũng không xuống thế gian làm gì nữa. Phật xuống là vì chúng sanh mà đến. Khi chúng sanh đã thành Phật, đã giác ngộ hết rồi thì Phật cũng từ bỏ cõi thế gian này mà về nước bạn. Vậy thì Phật có mấy cái hình ảnh Phật sau đây. Một là Phật cốt, hai là Phật tượng, ba là Phật đồng, bốn là Phật hiện tại. À, đây là tôi nói Phật cốt là Phật lên chùa Giác Hải thỉnh ông Phật nhỏ 100.000, ông lớn 200, ông lớn nữa 300 đó. Cái đó kêu Phật cốt. Phật đồng là ông Phật phải giữ gìn để ông thôi nó ăn cắp, nó bán lại cho đồ cổ là hình đồng đen mắc lắm. 1 kg bằng 10 kg vàng đó, đồng đen à. 1 kg đồng đen bằng 10 kg vàng, đó kêu Phật đồng. Phật tượng là gói bằng vải, bằng lụa đó. Còn Phật hiện tại là thị hiện đi trong khắp cả chúng sanh này. Luôn luôn giác ngộ sáng tỏ và luôn luôn xoa dịu nỗi niềm cứu khổ bao nhiêu cho cuộc đời. Cho nên có người muốn tìm Phật, hiểu Phật, quy y Phật, đi tìm Phật, đi lại Phật mà gặp Phật cũng không biết Phật là ai cả. Quy y Phật, theo Phật mà gặp Phật không biết Phật là gì hết trơn. Cũng như thế có một người đó, từ cái thở lý kiếp tới giờ muốn gặp mặt ông vua dữ lắm mà không bao giờ. Anh ta thường thường nói với mọi người dân rằng tôi mà tôi gặp hoàng đế, gặp vua cái nghe tôi chết tôi cũng dữ nữa. Vậy mà có khi gặp vua mà không biết à. Một hôm ông hoàng đế ông giả làm dân, nghe không? Ông giả làm dân ông mới ra, ông đi săn bắn, ông giả làm người thợ săn mà ra gặp cái anh mà muốn gặp vua đó. Đừng ngồi đóng dài. Ông hỏi chứ, ông ngồi đây làm gì đây? Nói dạ tôi đóng dài. Nói đóng dài ủa sung sướng lắm sao đóng dài hoài vậy? Đóng dài sung sướng gì anh? Đóng dài khổ sở lắm, phải làm vua sao sung sướng? Cái ông vua giả dạng thường dân hỏi sao không biết làm vua sung sướng? Nói, trời, làm vua ngon lành lắm, quyền quay tột đỉnh, sang trọng tột bậc. Tôi mà nói thiệt với ông nha, tôi mà được làm vua mà thôi, nó không cần làm vua, nó tôi thấy vua cái tôi chết tôi cũng ngon lành, mà dễ gì mà được thấy. Cái ông vua ông giả dạng thường dân, ông hỏi giả dạng thợ săn, ông hỏi chứ anh muốn thấy vua không, tôi chỉ cho anh thấy. Nó anh chỉ cho tôi thấy nghe, tôi chết tôi vẫn còn mang ơn ông đó. Ông nói đây nè, bây giờ ông đi với tôi nghe, tới chỗ nào mà tất cả thần dân đều cúi đầu không phục tán dương hết thảy, tung hô bái mạng, mà có người nào không tung hô bái mạng người đó là vua. Ông nói rồi vậy thì tôi đi với ông. Hai đàn cùng nhau đi. Thì nhà vua giả lớp thợ săn đi trước, cho nên ba quan văn võ người ta đi sau, người ta đón ông. Tới chừng ông rượt mồi, ông chạy trước, ông rượt theo con thỏ đó. Thì cái đoàn thợ săn, đoàn tùy tùng nó ấn ơn sao. Tới chừng ông bỏ về, ông dẫn về, trên lưng ông chở theo ông thợ đóng dài. Thì tất cả cái đoàn Ngự Long quân thấy, ủa sao bệ hạ trở lại mà chở cái ông đóng dài đâu đó. Thì tất cả đoàn Ngự Long quân nó quỳ xuống nói, thánh thượng đã hồi loan, chúc thánh thượng tế tăng dạng dạng tế. Thì cái ông thợ săn mà nhà vua giả thợ săn, ông hỏi ông đóng dài chứ anh đã thấy vua chưa, kiểu ông dòm sanh qua ông thấy ai cũng quỷ trần. Ông nói tôi không biết làm sao à, bởi vì ai cũng quỷ trần, có mình tôi với ông không quỷ à, không biết ông nào là ông vua nữa. Không? Cái mê của chúng sanh đến đổi. Chứ nếu mình biết mình là thợ săn thì ông này là vua đấy chứ gì. Thấy không? Mà ông cũng quên luôn, thành ra cũng không thấy vua nữa. Nên đi tìm Phật mà không gặp Phật là không giác ngộ, nên không thấy Phật đâu hết. Phật đỡ một bên mình mà không thấy. Xưa có một anh
giàu có triệu phú đó, anh lập một cái đài, anh mến mộ Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nên lập một cái đài ba tầng, hương đăng rực rỡ, hoa quả cúng dường để cầu Đức Văn Thù Sư Lợi giáng xuống cái đài đó để anh cúng dường. Ông triệu phú đó ông cúng dường đó. Thì cái ông trưởng giả này, ông lập cái đền đó rồi, ông lại bái hoài. Thì ở bên Kỳ Dương Tịnh Xá, bên nước Thiên Trúc, Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng ngày mùng 9 tới đây sẽ có Phật Văn Thù giáng cơ xuống đó, giáng hạ xuống tại cái chỗ ông triệu phú đó, cái ông trưởng giả đó. Thì ông trưởng giả ông nghe nói ông mừng quá, ông ở đó ông lại ông bái, ông cầu nguyện hoài. Thiệt, cái ngày mùng 9 tới lúc 9 giờ sáng thì có một ông nông dân đó, ông nghèo khổ có bộ vất vả lắm, mặt mũi hiền từ nhưng mà tỏ ra nghèo nàn thô kịch. Ông lên được pháp tòa, ông ngồi, bị cái pháp tòa làm sẵn cho Đức Phật Văn Thù mà. Ông lên ông ngồi, ông nói: đây, tất cả mọi người muốn nghe thuyết pháp, ta xin thay mặt cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp cho các người nghe đây. Thì cái ông trưởng giả ông nghe vậy, ông ra, ông thấy cái ông nông dân này ở đâu không biết, leo lên đó ngồi. Ông nói, ông giận lắm rồi, mà ông ráng ông dằn nha. Ông lợi ông lôi xuống đây nè, xuống lôi xuống, để ông thưa tôi phạm tội sát sanh bây giờ. Chỗ này chỗ tôi rước trời Phật, giờ bỏ tôi rước ông mà sao mà. Ông phát cầu lên đây, ông nói. Ông nói thì Phật nói nhân nhân hữu tánh Như Lai, rước Phật, chúng sanh có Phật, Phật là chúng sanh, chỉ khác chúng sanh một cái giác mê mà thôi. Cho nên vì vậy mà người ta không biết, gặp Phật mà không biết Phật, vì vậy mà tìm mãi mà không được Phật. Như tôi nói đây một cái gương thứ hai, là cái lúc mà hồi cái lúc đánh Mỹ đó, thì ở cái vịnh Bắc Bộ, ở cái gần thủ đô Hà Nội ta, Bác Hồ Chí Minh là một lãnh tụ của đất nước ta, là một người thầy, một người cha của cách mạng. Mà dân ở trong miền Nam này trông gặp Bác hết sức mà đâu gặp được, Bác đâu có vô đây được gặp. Còn bộ đội mà nói rằng muốn gặp Bác Hồ đâu phải chuyện dễ, không thế nào gặp Bác được đâu, Bác là lãnh tụ mà, sao không gặp được. Mấy anh từ trung đội trưởng, bộ đội, đại đội trưởng rồi đó, mà muốn gặp Bác là vô phương gặp, tướng lãnh mới gặp, chứ mấy anh đó làm sao không gặp. Chỉ có khi nào mà diệt quân ở Hà Nội đó mới có thể gặp Bác được. Nhưng mà bỗng một hôm đó đó, Bác có nghe rằng bên Trung Quốc lúc đó người ta bán mấy cái đôi giày cho mấy anh bộ đội, mấy anh đại đội trưởng, trung trưởng đó, đi mấy cái đôi giày đó, đôi giày bố đó, ha. Chứ thường thường bên mình là đi dép râu không à. Thì mấy anh đại trưởng, trung trưởng được mỗi anh đôi giày cưng lắm. Cho nên đó, trên cái con đường từ bên Thanh Hóa mà ra Hà Nội đó, nó có một con suối ngang vậy nè. Mấy ông bộ đội đi ngang đó thì mấy ông lớn đó, quan đó, đại đội rồi đó, thiếu tá, trung tá rồi đó, bắt lính cổng qua ngang cái suối đó, sợ đi dưới đó nó dơ đôi giày đi. Bác Hồ Bác nghe được cái chuyện đó mà Bác không nói. Một hôm Bác mới giả là một ông già, thấy không? Một ông già đó đi đường rổ, Bác ra tại cái bờ suối đó đó, Bác mượn cái nhà cũ của người ta đó, rồi Bác cũng trẻ tre, Bác đường rổ, rồi Bác ngồi Bác đường cái kiểu cần cù vậy đó. Thế chừng mà mấy ông bộ đội đi ngang đó, rồi mấy ông lớn đó, đại đội đồ kia, trung tá, thiếu tá, đại tá đó, biểu lính cổng qua ngang cái suối đó. Bác thấy vậy Bác ra nói: thôi chú ơi, mấy chú đó cũng bộ đội vậy cổng chứ tội nghiệp, tôi già rồi, tôi không có mặn gì, chỉ có đường rổ rồi chút đỉnh nè, thôi để tôi cổng mấy chú cho. Còn mấy này đi hành quân rồi cổng tội nghiệp người ta, để tôi cổng giùm cho. Thì mấy anh Bắc Kỳ bộ đội thấy vậy khoái, trung từ trung quý, đại quý, thiếu tá, trung tá rồi thấy có ông già cổng khoái rồi, lính mình khoái cổng. Mấy ông trả lời: thế thì được quá, thì cụ cổng giùm tôi đi, cũng ngang qua suối này thì cảm ơn cụ lắm. Thế là Bác cổng từ người qua suối hết trơn. Nhưng mà Bác rất sâu sắc, rất sáng suốt. Bác cổng rồi Bác hỏi: ông già này là ông già siêu quần mà, ông già siêu việt chứ phải vừa đâu. Cho nên là ông già ông cổng rồi ông hỏi chứ: chú tên gì? Đặng mơ chiều tôi gặp chú tôi biết, tôi hỏi chú ở đâu rồi, chú làm việc trong cơ quan nào, chú cấp bậc gì? Thì cái ông được cổng đó, ông khoái, ông đâu có giấu. Ông nói: trần,
tên gì, họ gì, làm cấp bậc gì nó hết trơn. Chứ bác Hồ, bác Hồ không biết hết trơn. Ông nói ông cổng từ ông này tới ông khác ông ghi hết trơn. Tới chừng ông về chính phủ rồi đó, ông về thủ đô Hà Nội rồi, về phủ chủ tịch rồi đó, ông đòi đại tướng Võ Văn Giáp là chỉ huy trưởng toàn diện, rồi ông đòi cái ông trung tướng tư lĩnh chỉ huy cái sư đoàn đó. Ông nói bây giờ cái sự việc nó xảy ra như vậy đó, bộ đội của chú nó bắt lính cổng qua vậy 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 đó, mà tôi đã cổng được mấy người vậy đó, bây giờ chú đòi mấy người đó để cho tôi gặp mặt. Đòi là tới, nghe lệnh chủ phủ chủ tịch đòi một cái rồi đó, mấy ông thiếu tá là trung quý đại quý đó hồn quy phi phách tán hết trơn. Mình đâu có được phép bác đòi, mình đâu có cái lý do gì mà được cái danh dự mà vô gặp bác, mà sao hôm nay bác đòi đấy. Nhưng mà cũng phải tới, bị lệnh của phủ chủ tịch đòi mà. Vô vừa tới gặp bác, bác hỏi mấy chú còn nhớ tôi không. Dạ thưa bác, con không nhớ, con không nhớ. Nói mấy chú có gặp tôi lần nào chưa? Nói dạ thưa chưa. Bác nói không, chú gặp tôi rồi mà tại chú quên đó. Tôi là cái ông già đương rổ mà cổng chú qua suối thì sớm mơi á. Chú hai tôi, chú tên đó, họ đó là cấp bậc vậy vậy đó. Bác nói rồi một cái rụng rời tay chân hết trơn, hồn phi phách tán đứng chết trăng. Không dám trả lời, rung cầm cập hết trơn. Rồi bác xuống bác an ủi, bác nói nè, đừng có làm vậy nữa. Mình đi làm cách mạng là để cõi ách nô lệ, là để sang bằng giai cấp, là để giải phóng dân tộc, chứ đâu có phải để đè đầu cởi cổ người ta, bắt người khác cõng mình. Làm như vậy thất chính trị. Cho nên từ đây tới các chú phải bỏ cái này, không được phép làm cái này nữa. À, đến đây tôi đóng cái ngoặc lại. Các vị thấy không? Muốn gặp chủ tịch nước mà khi gặp chủ tịch nước cũng không biết, bởi vì mình mê mình đâu có biết. Muốn gặp Phật mà gặp Phật rồi cũng không biết, như anh chàng trưởng giả kia. Cho nên vì vậy mà mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng như mai hậu tu hành theo Đức Phật, phải biết rằng Phật ở trong tâm thanh tịnh của người ta mà ra. Giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, thì lần lần chân tâm sẽ thanh tịnh. Mà chân tâm thanh tịnh thì trí huệ sẽ mở ra. Mà trí huệ khi đã mở ra rồi thì đã nhận thức được đâu là Phật, đâu là phàm. Bởi vì con người giao cảm với Đức Phật nó nhẹ nhàng, lẹ làng, nhanh chóng, còn hơn là cái đài truyền hình mà giao cảm với cái vô tuyến truyền hình nữa. Cái vô tuyến truyền hình chỉ bắt cái cóc lên cái là trong một phút đồng hồ thôi là hiện hình ra liền. Còn con người mà giao cảm với Đức Phật khi mà đúng công đức rồi thì cũng trong giây phút tích tắc, thì chân quan của con người giao cảm với điểm quan của chư Phật cũng lẽ làm như vậy đó. Nên các Phật tử thân mến, sự tu hành là cốt ở sự trao tâm trĩa tánh hàng ngày. Các Phật tử phải trở về nhà lo tu hiện niệm chân chánh thuần lương, ráng làm việc nghĩa thiện, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và cứu trợ lẫn nhau. Đó. Đức Phật là giác ngộ, giác ngộ là tỉnh thức, tỉnh thức là luôn luôn siêu thoát ở cõi đời này, nên gọi là Đức Phật. Còn pháp của Phật, ở đây tôi xin nói đến pháp Phật. Bởi vì cái đề tài nãy sư cậu nói là Phật và pháp. Pháp Phật là cái gì? Là cái pháp, cái phương pháp mà Đức Phật dạy lại cho tất cả chúng sanh noi theo đó mà tu hành. Thì như nãy tôi nói, pháp có bốn giai đoạn. Một là tiệm pháp, bắt ở dưới kể lên cao là tiệm pháp. Tiệm pháp là cái pháp từ thấp dắt lên cao. Hai là quyền pháp, là cái pháp dạy bậc trung cấp. Ba là đốn pháp, là cái pháp dạy cho bậc thượng thừa. Bốn là mật pháp, tức là mật giáo tông đó, tức là cái tông mà gọi là lấy tâm truyền tâm, đem lửa truyền lửa, đem cái tâm ấn mà khế truyền tâm ấn, chẳng có nói bằng lời được. Thấy không? Cũng như cái bậc mà từ hồi mới vô đi học ta gọi là học sơ cấp, tức là cấp 1, rồi tới trung cấp, tức là từ cấp 2, cấp 3, cấp 4, rồi tới cao cấp, rồi tới đại học, vân vân, đi lên hoài.
cho đến khi hết nấc thang là thi cho tới thạc sĩ rồi là hết đó. Từ tiến sĩ lên thạc sĩ, rồi lên bác học vân vân. Thế thì bây giờ đường lối của đạo Phật tu hành cũng giống như vậy, từ thấp lên cao. Phật dạy đầu tiên con người ta bằng đầu ăn chay tháng 4 ngày, cái ăn của người ta rồi tới 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày rồi lên trường chay. Để chi? Cái ăn đó tập cho con người ta ăn uống đơn giản để giữ lòng thanh tịnh. Bởi vì cũng vì cái ăn mà sâu xé lẫn nhau, cũng vì cái ăn mà gây gỗ lẫn nhau, cũng vì cái ăn mà nghèo khổ, cũng vì cái ăn mà thiếu nợ thiếu nần, cũng vì cái ăn mà ở tù ở tội. Cho nên người biết đạo rồi đó, người ta ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn, nên ta không cầu chấp món ăn. Chứ không biết đạo rồi đó, nổi cái ăn Tết đây nè cũng khổ nữa. Tạng sang ra cái vợ hỏi chồng: anh ơi, bữa nay làm gì ăn, bữa nay đi chợ làm sao mua đồ ăn, anh mua cái gì để cho em ăn, Tết này mình làm gì ăn, bữa nay mùng 2 Tết làm sao để ăn, ngày mùng 3 rồi mình làm gì ăn, mần con gà làm gì ăn, mua thịt heo để làm gì ăn. Cứ ăn 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 mãi, ăn riết hết trơn ba ngày Tết rồi đó, rồi nó súng rồi nó dây. Nó dây rồi mới hẹn hò, hẹn nay hẹn mai hẹn mốt mà hẹn không đúng rồi đó, nó đứng ngoài nó đào bới xới dở theo, rồi mới quay ra đầy đổ rồi đỡ cho rùm trời lên đó. Cũng vì cái ăn mà khổ đó. Còn người biết đạo người ta chế nhựa cái ăn, ăn để mà sống, ăn no bụng sống. Cho nên ăn sao bằng với Phật tử suốt cả ngày, vì bệnh hoạn ốm đau mà theo tôi tới cái thứ này á, nó lạ hơn cái thứ nào hết á. Tôi thấy tôi mắc cái nợ đối với thứ này nhiều hơn người ta. Ai nghĩ coi tới đây ăn Tết mà đau ốm mà cũng tìm tới sư cậu, nói hết cho sư cậu nghe, đặng sư cậu trị giùm. Rồi tới hết đau ốm rồi, tu hành sao sao cũng lại nói để sư cậu giúp đỡ giùm. Thôi cũng được đi. Ai nghĩ coi tới đây ăn Tết mà đau ốm mà cũng tìm tới sư cậu, nói hết cho sư cậu nghe, đặng sư cậu trị giùm. Rồi tới hết đau ốm rồi, tu hành sao sao cũng lại nói để sư cậu giúp đỡ giùm. Thôi cũng được đi. Khổ nổi làm ăn thất bại khổ ngà cũng tới đây khai với tôi để tôi tính giùm. Rồi đến đổi chồng con rượu quậy quọ cũng tới đây. Dâu con nói không nghe lời cũng tới đây khai sạch trơn. Tôi ngồi tôi nhòm giống một linh mục mà nghe con chiên xưng tội trước Thiên Chúa quá. Nhưng mà vì lòng từ ái chưa chan, thương mọi người trong cái cơn khủng bách, tôi không từ chối bất cứ việc gì. Việc nào sư cậu làm được, sư cậu làm hết sức mình để gọi là cứu khổ ban vui, đem tình thương Phật Pháp mà ban rải nơi nơi trong thiên hạ, trong mọi người và nhất là nơi đây. Cái điều mà sư cậu mong mỏi duy nhất là mọi người đủ ăn đủ mặc, sống hài hòa vui vẻ trong đời sống hàng ngày, để lo niệm Phật, làm lành, đoàn kết thương yêu lẫn nhau, kiến tạo xây dựng cho xã hội này, quê hương này mỗi ngày thêm tốt tươi và đẹp, yên lành, hạnh mẫu. Điều đó là tôi thấy vui rồi. Còn về phương diện Phật Pháp, mọi người tu hành đầy đủ công đức để rồi nhờ ơn trên mười phương chư Phật, hoài linh Đức Phật Tổ Như Lai Thích Ca Mâu Ni ban phước lành cho tất cả, từ đây cho đến ngày viên mãn đều được về làm con, làm đệ tử thuần thành dưới chân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều đó là cái điều mà sư cậu thiết tha mong mỏi, lúc nào cũng chờ đợi cho được như vậy. Cho nên cực khổ cũng không dám than, mà gian nan cũng không dám trách. Suốt cả ngày tôi phải bận biểu xây qua trở lại mà có mình anh tôi. Mai ra chuyến này ra, tôi có mang theo được một vị Điền Đô Đại Chánh Nhất Pháp Sư đến đây nhờ vị đó nẻ cắt là làm trị bệnh kiểu này kiểu khác,
giúp đỡ tiếp tôi cho thiệt, mấy chiến đội khổ sở biết nhiêu. Cho nên từ đây về sau tôi sẽ nhờ ông thầy Năm đó, ông tới đây ông Thiện Tự đó, ông tới đây ông tiếp với tôi trong cái phương diện mà chấn trị cho bà con Phật tử xa gần. Trong những ngày sư cậu đến không được vì bận công việc, ông sẽ đến đây với ông Minh Thiện là cha chú Thiện Hưng, thay mặt cho tôi đến đây thăm các Phật tử. Rồi lúc nào tôi đi được tôi sẽ đi liền. Mà nếu như các Phật tử muốn sư cậu đến đây thường á, các Phật tử thực cái thứ nhất là ngài tiếp đón tôi vui mừng thế nào thì ngày mai đây đưa tôi lên đường phải vui mừng như thế đó, đừng có buồn đừng có khóc, là cái thứ nhất. Là tôi tới chừng thấy mà rầu rĩ mêu lận đó ha, là tôi nhớ tôi sợ tôi không dám trở lại nữa. Rầu quá buồn quá, tôi tu vậy chứ tôi chịu vui không có chịu buồn, tu chứ phải tu sao không buồn, khổ sở quá chịu đời sao nổi. Là một cái. Thứ hai là tôi đến rồi tôi đi đừng có ai cầm cổng tôi hết trơn á, tôi có cái bệnh bất nhân đó nè, cầm cổng tôi không trả lời à. Tôi đến rồi tôi nói mấy bữa đi cứ việc để cho tôi đi thông thả, cái tôi ham tôi trả lời nữa hả. Còn cầm cổng tôi đó tôi sợ tôi không dám trả lời nữa, bởi vì mình nhiều công chuyện mà tới đây bị cầm mắc kẹt như vậy làm sao dám lại nữa. Đừng có cầm tôi, để cho đi thông thả tôi trả lời nữa, là cái thứ hai. Thứ ba tôi đến đây rồi tôi muốn ở đây hay ở đâu đó tôi ở, tôi quyết định đó, đừng có ai mời mọc tôi hết trơn á, thì tôi trả lời. Ví dụ tôi ở đây tôi đã có cái cốc của tôi rồi, có cái trại đây nè, thì để cho tôi ở đây. Chứ Phật tử biểu đi thăm nhà Phật tử này, thăm nhà Phật tử kia, thăm sao cho siết đông quá. Thăm người này mà không thăm người kia buồn. Thăm người kia không thăm người nọ buồn. Chính hồi trưa nè, tôi mệt quá tôi đi vô đây. Nên tôi nói thôi giờ tôi cho tôi xin phép đi vô cái trại nằm nghỉ một chút. Vậy đó mà khi...